Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua vẫn rất nhiều các anh các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để báo tin, nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là hôm nay một buổi sáng cuối tuần, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được một thông tin một chị gái hiện nay ở một tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm người thân của mình. Nhưng đây câu chuyện là người thân nhưng rất lạ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết câu chuyện này. Rồi xin phép chào chị nhé. Chị cho biết là chị tên gì? Tên Nguyễn Thị Kim Sa. Chị Nguyễn Thị Kim Sa ha. Dạ. Chị Sa hiện nay đang sinh sống ở đâu? Dạ, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ. Chị Sa năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh 1972. 972. Dạ. Chị cho biết này, hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Dạ. Tìm anh này tên Nguyễn Văn Hạ. Anh Nguyễn Văn Hạ. Dạ. Sa Hạ. Ôi, chim sa cá hạ rồi. Này là không hợp nhau là phải rồi, phải đi tìm. Ở lúc trước anh nói là anh tên Hải. À Hải. Ôi giời ơi. Trong giấy tờ ảnh là Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1988, quê Phú Yên, Bình Định. Ôi giời ơi. Vậy là anh Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1988. Dạ. Là trong giấy đúng không? Dạ. Quê Bình Định, nhưng mà nói với chị là sinh năm mấy? Sinh năm 78. Ôi giời, tăng tuổi chi vậy? 10 tuổi. Tăng 10 tuổi. Chị cho biết này, năm nay chị nhiêu tuổi? 972. 72, mà kia 88, 89, 90, 72, chênh nhau 14 tuổi. Ôi giời ơi, cha mẹ ơi, là cha đó mẹ là ơi. Anh ta nói là anh ta 1978. 78 vẫn thua chị. Mình nghĩ là nhỏ hơn mình mấy tuổi. Là ok đúng không? Cũng ổn rồi. Mà anh ta nói khi mà quen á, không cần tuổi tác, miễn sao hợp nhau là được. Ừ. Anh ta nói là anh ta đã ly dị vợ 4 năm rồi. Anh ta nói vợ anh ta ngoại tình. Vợ anh ta có con với người khác. Cho nên anh ta bán nhà, anh ta chia tài sản cho vợ. Rồi anh ta ly dị vợ. Mình cũng nghe là anh ta ly dị vợ. Mình quen anh ta. Ai ngờ đâu giờ phát hiện anh ta đang sống với vợ con anh ta ở quận 12. Trời đất quỷ thần ơi. Chị cho biết này, trước chị quen anh ta là quen ở đâu? Quen ở trên kênh hẹn hò. Trên trang hẹn hò, trên Facebook đúng không? Facebook. Ồ, chị quen lâu không? Quen ai là người tán tỉnh nói chuyện với ai trước? Anh ta. Anh ta nói chuyện với chị? Dạ. Rồi, thế anh ta đầu tiên là nó tán tỉnh chị mà trên cái trang mạng hẹn hò ấy lâu không? Bao nhiêu thời gian? Cũng 1-2 ngày gì đó. 1-2 ngày. Sau đó thì xin số đúng không? Dạ. Xin số nói chuyện. Chị lúc bây giờ chị hỏi anh ta là anh ta nói làm sao? Thì anh ta nói là anh ta ly dị vợ, anh ta sống một mình với con gái. Ừ. Anh ta sống với anh trai ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn chị thì chị có chia sẻ là chị có chồng có con được không? Có. Chị được mấy người con rồi? Được 3 người con. Ở chồng chị hiện nay sao rồi? Ly dị. Ly dị lâu chưa chị? Cũng 4 năm. Vì vậy cho nên chị muốn tìm một người bầu bạn đúng không? Dạ. Vậy là sao mình cũng tìm bên ngoài mà tìm trên trang hẹn hò chi vậy? Những cái trang nó nhiều, nó hiên ảo lắm chị. Đâu có ngờ mà hả? Mình bị người ta lừa vậy, là người ta đã lên kế hoạch, người ta lừa mình từ đầu rồi mình không biết. Chị cho em biết này, khi quen nhau 1-2 ngày trên mạng, và ai là người chủ động hẹn gặp ai? Anh ta. Gặp chị ở đâu? Ở quán cà phê. Quán cà phê ở đâu chị? Địa chỉ ở đâu chị biết không? Quán cà phê là hình như ở bên Gò Vấp. Gò Vấp. Mà không biết cái địa chỉ, không nhớ. Gò Vấp như phường mấy chị biết không? Hình như phường 16. Phường 16. Ở quận phường 6. Phường 6 quận Gò Vấp hả? Dạ. Dạ. Đến nơi thì chị nhìn thấy anh ta thì chị thấy có điều gì nó... Thấy hả? Cũng bình thường. Đẹp trai không? Tướng cao to không? Cao to. To bằng ai? Khoảng cao mét mấy? Mét 75. Ôi giời ơi. Nặng 80 kg. To thế. Chị được mét mấy? Cao to đẹp trai. Chị được mét mấy? Mét 52. Mét 52. Mà kia mét 75. Chênh nhau hai mấy đúng không? Hai tấc mấy đúng không? Lúc bây giờ chị nhìn anh ta là cái khuôn mặt anh ta là nhìn già hay trẻ? Nhìn thấy cũng đúng như cái tuổi 78 đó. Nhưng có nghĩa là anh ta già đúng không? Già trước tuổi. 78 mà là thành 78 mà thành 88 rồi. Tăng tuổi lên mà vẫn còn già đúng không? Vậy là hôm đó hai người uống cà phê nhau rồi có nói chuyện gì không? Chị có hỏi nhau tâm sự điều gì không? Thì cũng nói chuyện là anh ta đã ly dị vợ. Rồi hả? Em cũng nói là em cũng nghèo lắm. Rồi anh ta nói anh ta cũng nghèo. Thì hả, nếu mà hai người quen nhau á thì về hai người cố gắng làm nuôi con. Con là con của ai? Thì anh ta cũng có con mà mình cũng có con. Con chị nhỏ nhất nhiêu tuổi rồi chị? Nó có 6 tuổi. Ô nhỏ dữ vậy. Thế còn con anh ta? Anh ta nói con anh ta 17 tuổi.
đang học lớp 11. Ồ. Còn thật giả mình không biết. Không biết. Nhưng mà nếu một người đàn ông sinh năm 88 thật ấy nha, thì không mời có con năm nay 17 học 11 rồi. Thì mình nghĩ là anh ta 78 thì đúng con cỡ đó thì cũng đúng rồi. Chị cũng nhận em không? Đúng. Nếu sinh năm 88 năm nay hơn 3, có 35 tuổi à? Thì mới 17 tuổi có con sao? Thì 16, 17 tuổi em sao mà đàn ông mà sao mà có vợ có con được? Đúng không? Mình đâu có nghĩ anh ta 88 đâu. Lên lúc bây giờ tại sao mà chị quen đấy? Thế hôm đấy là quen uống cà phê lâu không? Gặp ở quán cà phê uống cà phê lâu không? Thì, mấy tiếng không? Mỗi người một lon bí đao. Ờ. Cũng có tiếng á. Ờ. Rồi sao nữa? Rồi đi về. Là cái bữa đó là ngày ngày 1 tây tháng 5. Ngày 1 tây tháng 5 đó. Ừ. Xong rồi hẹn nhau bao giờ gặp? Đi, đó, mình nói mình đi về để hả dẫn mấy đứa cháu đi ra chung cư uống trà sữa. Ừ. Thế là đi về. Ừ. Đó. Rồi là bao nhiêu ngày sau này mình hẹn gặp nhau? Thì mấy ngày sau anh ta đến nhà mình. Biết nhà luôn, chị cho địa chỉ luôn hả? Cho địa chỉ. Rồi đến nhà chị sao nữa? Anh ta có mua gì tặng chị không? Không, mà anh ta ngủ lại tới sáng anh ta về. Ôi giời ơi, đến nhà ngủ luôn. Là chỉ có mấy ngày sau thôi. Có mấy ngày sao? Ngủ chị cho em hỏi này, nhà chị là còn có ai ở ngoài chị cha? Thằng con trai thì ở trên lầu. Con chị lớn không? 18 tuổi. Rồi, con chị có nói chuyện có chia sẻ gì không? Con chị không nói gì ha? Không nói. Gọi là như kiểu bạn bè của mẹ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi, lúc mà trước khi mà chị đến tìm hiểu một người đàn ông khác ở trên mạng này, chị có chia sẻ với con chị không? Không nói luôn đâu. Và tự mình làm ha. Rồi khi mà chị quyết định mà để cho người đàn ông này đến ở nhà mình ấy, là mình có đồng lòng không hay là người ta tự ở? Thì người ta tự đến. Ừ, tự đến nhưng mình có đồng ý người ta có xin ngủ lại không? Có. Ờ, ngủ lại. Hôm bữa là người ta có mua gì tặng chị không? Không. Không tặng gì. Thế hôm đó anh đến, anh ta đến nhà chị là anh ta ăn cơm chưa hay là đến nhà mình mới ăn cơm? Là anh ta ăn cơm ở nhà anh ta, có đến lúc 11 giờ đêm. Ồ, 11 giờ đêm mới đến? Dạ. Đến khuya chứ vậy? Thì anh ta nói anh ta đi làm mà tới khuya anh ta mới về. Ờ, anh ta đi bằng phương tiện gì chị? Đi bằng chiếc xe. Xe gì? Chiếc xe, xe số. Xe số, biển số mấy chị nhớ không? Không nhớ biển số mà nhớ cái xe ở Bình Định là 77 á. À, 77 Bình Định. Xe số là cụ thể là xe Honda hay xe, là... Xe Lút thôi gì đó. À, Sirius đúng không? Sirius. Sirius. Màu trắng á. À, màu trắng. Nhưng mà không nhớ mấy cái số xe. Biển 77, màu trắng. Dạ. À. Lúc bây giờ chị nhìn anh ta thì thực sự là chị có cảm tình không? Thì có. Cái ngày gặp thứ hai chị thấy cảm tình không? Có. Vì vậy cho nên là mới quyết định là cho anh ta ngủ lại. Dạ, nghĩ anh ta thật thà. Ừ. Rồi, cho anh ta ngủ lại thì lúc bây giờ là anh ta ngủ ở đâu? Ở trên gác hay dưới? Ở dưới. Dưới ngủ cùng với chị. Dạ. À, còn con chị ngủ bên trên. Dạ. Thế đêm hôm nay là mình tâm sự đến mấy giờ mới ngủ? Thì cũng nói chuyện gác thì ngủ. Nói chuyện xíu là tình yêu mà lâu ngày gặp mà... Còn sao ngủ sớm vậy? Sáng anh ta còn đi làm nữa, là 7 giờ. Nhưng có đúng anh ta đi làm thật không? Đâu, mình đâu có biết. Người ta nói sao mình hay vậy chứ mình có biết đâu. Đấy, sáng ra anh ta có đi về với vợ ấy. Dạ. Đúng chưa? Về với vợ ấy. 7 giờ là anh ta ngủ đó, là sáng 7 giờ là anh ta đi về. Có thể là anh ta đi làm ca đêm, nhưng mà nửa đêm xin về, gọi là về nhà công chuyện. Đúng chưa? Xong tranh thủ đến nhà chị ngủ. Thì bây giờ mình mới biết ra là anh ta nó dốc hoàn toàn hết. Đúng chưa? Cái nào mà nó thật hết. Thế là anh ta ngủ, em hỏi thật chị, đêm nay anh ta ngủ nhà chị thì anh ta làm những cái gì? Thì hai người ngủ nhau, vợ chồng. Gọi là có làm có. Nhau như vợ chồng đúng không? Đúng. Chị thấy cái tình cảm anh ta dành cho chị nó lúc có nhiều ít? Nhiều. Nhiều ha. Là thực sự là rất quý mến chị đúng không? Rất yêu đúng không? Dạ. Thế còn chị? Thì cũng có cảm tình, cũng yêu anh ta. Thực sự là một cái tình yêu mà nhìn thấy người ta hai bên mà nhìn nhau có cảm tình rồi thì rất khó cưỡng lại. Yeah. Đúng chưa? Thế vì vậy chị quyết định là cho anh ta ngủ mà lúc bây giờ là hai người đã làm chuyện nọ chuyện kia, nói chung là như vợ chồng. Đúng không? Rồi sáng sau là anh ta 7 giờ anh ta về. Anh ta có hẹn hò gì nữa không chị? Thì giờ về anh ta vẫn nhắn tin. Chưa nhắn. Chiều tối lúc nào anh ta rảnh là anh ta nhắn liên tục luôn. Ừ. Anh ta nói cứ sao? Suốt nhắn vậy. Yêu đương gì không? Có thì nhắn yêu đương. Nhắn có anh có hứa hẹn gì chị không? Thì nói là thương, nói yêu, nói nhớ này nọ kia. Ừ. Chứ hứa hẹn không có hứa cái gì hết. Ừ. Mình nghĩ là anh ta ly dị vợ rồi thôi, cũng để từ từ. Chị có ý định là đến nhà anh ta tìm hiểu không? Thì cũng có ý định đó. Ừ. Nhưng mà chị dự kiến là khi nào chị tìm hiểu? Thì hả, đợi một thời gian. Rồi, sau hôm đó là cái cuộc gặp thứ hai, là cái hôm đó quyết định anh ta ngủ nhà chị. Dạ. Đúng chưa? Thì bao giờ là anh ta về, 7 giờ sáng anh ta về là bao giờ anh ta lại gặp lại chị? Bao nhiêu ngày sau? Thì cũng 2-3 ngày sau. Lại gặp tiếp? Dạ. Nó cứ theo lịch trình 2-3 ngày gặp. 2-3 ngày. Là lại đến nhà gặp, đến ngủ đó. 2-3 ngày là gặp, 2-3 ngày gặp. Xong mà sáng lại về. Dạ. Anh ta không chở chị, không mua tặng chị gì à? Mua tặng gì có hả?
anh ta hay có mua đồ ăn. Ừ. Đó. Cụ thể là cái gì chị? Mua gà quay hoặc vịt quay. À, đến ăn. Ăn má là... heo. Đó, vịt cho mấy đứa nhỏ ăn. À, ăn là ăn chung cả nhà đúng không? Anh ta không có ăn, anh ta ăn chay. Ăn chay hả? Dạ, anh thật ta... không? Anh ta nói anh ta ăn chay, tại vì ăn cơm ở nhà cũng làm đồ chay cho anh ta ăn. Anh ta không có ăn mặn. Ờ, nhưng có đúng ăn chay thật không? Ai biết. Nhưng mà chị thấy ăn chay là có ngon lành không? Hay là ăn giả bộ? Thì ăn ngon lành. Ôi người ta nói anh ta ăn chay. Ăn chay mà ngủ mặn má con má ơi. Ăn chay mà ngủ mặn. Mình rồi. Nghĩ ra là một người ăn chay trường. À. Một người ăn chay trường người ta hả, người ta tu thân người ta. Gọi là chắc cái tâm người ta cũng tốt. Gọi là tu tâm và tích đức. Nhà mà cái tâm người ta không có tu. À. Cái tâm người ta quá ác. Người ta lừa mình, người ta đâu có vợ ở nhà. Mà người ta dám lừa mình để gạt tiền mình đem về nuôi vợ nuôi con. Lại gì nữa? Mà bây giờ hình em... như là cái chuyện này là em biết là hai vợ chồng cùng đồng lõa. Ôi trời ơi là trời. Chứ không phải một mình anh ta. Nếu mà có vợ và tại sao trong thời gian qua ở với em qua được hàng đêm qua. Cái thời gian sau này là anh ta qua ở ngủ mỗi đêm một cách một tháng trời là đêm nào anh ta cũng ở. Ở liên tục luôn. Ở liên tục luôn. Tại vì lúc đó anh ta đi làm hồ. Ờ. Em xin cho anh ta làm hồ ở gần nhà. Có làm hồ thật không? Có. Làm được. Làm chung với mấy người anh của em. Làm được luôn. Làm được luôn. Ờ. Làm rất là giỏi. Ờ. Đó. Thế còn tiền mà, về tối anh ta có đưa chị không? Mà anh ta làm á thì trưa về anh ta ăn cơm. Ờ. Chị nấu cơm cho anh. Nấu cơm ăn. Ừ. Mà vẫn ăn đồ chay không? Ừ. Đó mà thôi, nếu mà có vợ nhà sao mà chồng đi như vậy? Ừ. Đêm nào cũng đi. À, cần rồi cả vợ lẫn chồng là lừa. À, chị cho biết này, anh ta gặp chị lần thứ hai rồi, còn về sau là cứ cách 1-2 ngày là anh ta lại đến ngủ nhà chị. Đúng và rồi. Về sau nữa là đêm nào cũng đến, ban ngày không đến. Ban ngày cũng có đến nhưng ban ngày chỉ đến qua loa về rồi xong về. Chủ nhật anh ta cũng đến. À. Đó, nhưng anh ta có mua đồ ăn anh ta đem về, anh ghé nó cho anh ta tới chút xíu anh ta đi. À. Anh ta nói là anh ta chỉ có một đứa con gái thôi, thời gian gần sau này em mới thấy anh ta có chở một thằng nhóc 2 tuổi hơn. Anh ta nói ủa con có anh nữa, anh ta nói là con có nhà hàng xóm. Ờ. Đó. Con của anh ta thề thốt nếu con có vợ thằng hàng xóm. Nếu mà hả con của tôi cho ba má tôi chết hết. Ờ ơi trời. Thề vậy sao không thề vợ chồng anh ta chết hết cho con cái anh ta chết hết đi. Ờ, thôi anh ta thề. Anh ta thề là ba má anh ta biết thế nào cũng chết. Đã già rồi. Yeah. Thế nào cũng chết anh ta thề đại như vậy. Chị cho hỏi thế này. Vậy là cái thời gian về sau ấy là tại sao chị không bảo anh ở nhà chị luôn mà tại sao lại cứ để cho anh đi đi về về như vậy? Tại vì anh ta nói á là có con gái ở nhà sống với anh hai. Ừ. Ở chung với bác hai. Ừ. Thì cũng buồn muốn cho cha ở nhà đó. Nhưng mà tại sao chị cũng đến thời điểm ấy, ông đến mình. Vậy là tổng cộng là anh ta quen là chị quen với chị là mấy tháng, yêu chị mấy tháng? Hơn 6 tháng gì đó đến ngày xảy ra chuyện. Hơn 6 tháng là rất dài. Trong thời gian mà anh ta ở nhà chị ấy, là chị là lo ăn lo uống cho anh ta rồi đúng chưa? Thỉnh thoảng rồi đúng không? Đêm thì phục vụ anh ta. Thế nhưng mà anh ta có đưa chị đồng tiền nào cắt bạc nào? Cũng có. Nhiều không? Anh ta cũng làm, anh ta đưa 500. Cứ 500, 500 anh ta có anh ta đưa. Ôi trời. Thì lần sau cùng tình yêu mà đưa 500 ngàn nè. À, mình nghĩ anh ta làm, anh ta nói anh ta thiếu nợ gì tùm lum hết. Là sau cùng là anh ta bữa đó sinh nhật con gái là 3 tháng 11 thì anh ngày 29 là ngày chủ nhật. Anh ta có đến, anh ta cho 1,5 triệu. Ôi, ngon đấy, kèo này thơm này. Mất tuần phụ hồ rồi. Kèo thơm. Và cuối cùng là anh ta đi luôn đó. Rồi, chị cho hỏi này. Đi luôn nhưng mà ngoài ra thế thì từ trước là anh ta có mượn tiền chị bao giờ không? Có. Mượn nhiều không? Đầu tiên á, là anh ta đi về bữa 10 giờ 11 giờ đêm gì đó. Anh ta lâu nói... là em chị cho em hỏi lại. Từ khi quen chị mà đến khi anh ta quyết định hỏi mượn tiền là bao nhiêu thời gian? Cũng nhanh lắm. Là mượn luôn hả? Cũng nhanh lắm, anh ta nói á, anh ta rớt cái bóp. Ồ. Anh ta đi mua đồ ăn nước ngọt gì á, rớt cái bóp. Rồi anh ta đi tìm lên tìm xuống tới 6 vòng mà tìm không được. Ừ. Đó, cho nên về hơi trễ. Ừ. Mà em thấy thời gian đó anh ta ủa từ bên nhà qua cũng gần mà sao? Sao mà thấy lâu quá, do anh ta nói là rớt cái bóp. Ừ. Đó mình hỏi trong cái bóp anh có tiền không? Nói có 3 triệu mấy mới lãnh lương. Ồ. Đó. Lương ở đâu mà lãnh? Thì anh ta nói anh ta làm dép mỗi tuần anh ta lãnh lương. Làm dép ở đâu? Lúc đó anh ta làm dép bên Bình Tân á. À. Rồi cái sáng hôm sau cái anh ta nói gọi điện thoại. Ừ. Gọi điện thoại cho em, anh ta nói bây giờ mượn thằng anh hai mất công nó cằn nhằn. Ừ. Bây giờ thôi em có em cho anh mượn đi. Mượn nhiêu? Tại vì mấy cái thằng đó nó lụm cái bóp mà tới 5-6 thằng lận. À. Nó lụm cái bóp, nó kêu anh tới anh chuột đó, hỏi mượn 2 triệu để chuột cái bóp đó.
À, thế là em đi cầm chiếc vòng. Em cầm chiếc vòng em 2 triệu. Cho anh ta mượn để anh ta chuộc cái bớt. Là anh ta đã lên kế hoạch từ đó rồi, anh ta đã lừa mình được 2 triệu đó rồi. Rồi về sau nữa. Rồi đó. Rồi cũng ít lâu sau. Rồi anh ta nói anh trằn trọc, anh suy nghĩ lắm. Bây giờ mình làm thuê làm mướn hoài thì không có tiền, không có dư. Bây giờ anh cũng có một ít. Bây giờ em trả cho anh 100 triệu. Ôi trời. Hoặc em mượn cho anh 100 triệu. Đánh quạt tất tài. Để anh mở cái xưởng dép tại nhà. À. Tại vì em thấy cái nhà của em á rộng rãi. Đó. Mà em nói ở trong hẻm mình sao mở cái xưởng được. Anh ta nói em khùng hả? Nếu mở xưởng dép mở ngoài cho công an nó đánh thế, mình phải mở trong hẻm. Ừ. Đó. Thì em cũng không có nói gì hết. Em ta nói tiền đâu mà có. Rồi cũng mấy ngày sau anh ta cũng nói. Anh ta nói ráng kiếm tiền để hả mở cái xưởng dép. Ừ. Rồi em mới suy nghĩ hoài, bây giờ mình cũng nghèo cũng khổ. Thế thì có một người mà chịu làm ăn với mình á, quá ok rồi. Thì cũng quá tốt rồi, để mình nuôi con cho ăn học. Đó mình cũng đồng ý. Nói thôi giờ em có đứa con nuôi. Bây giờ nó có gửi tiền trong tài khoản của em lúc đó là được 100 mấy. Ôi trời ơi. Đó. Em mới nói là hả mẹ nuôi ơi, là mẹ nuôi. Nó chỉ còn có 50 triệu thôi. Ồ. Em nói là còn 50 triệu. Mình giả bộ vậy. Giả bộ vậy còn 50 triệu. Thì vẫn khôn đấy. Thì hả em nói được rồi, nếu anh làm ăn á thì để em mượn tiền của con cho anh mượn. Anh ta nói á, mượn trong vòng 4 tháng. À. Đó từ tháng 5 đó tới tháng 8. Ừ. Lúc là tháng tư ta tới tháng 8 là 4 tháng. Anh ta nếu mà anh ta làm được á, anh ta giao hàng 1-2 chuyến hàng là anh ta đã có tiền rồi. Ừ. Là anh ta trả lại. À. Đó thì em cũng nghĩ vậy, nếu mà tại bên Gà Vét em cũng có làm, nếu mà giao được hàng thì vài chuyến hàng là có mấy chục triệu, đâu có ngầm gì đâu. Đúng rồi đó, thì mình cũng nghe sái cổ, mình tin mà, tin sái cổ yêu luôn mà. À, yêu tình đó. Yêu đó rồi cái em mới đi rút tiền, anh ta cũng đi rút tiền với em. À. Đó đi vô ngân hàng Techcombank rút tiền, thì rút đó cũng chờ lâu lắm mà không nhớ rút cái ngày mấy thôi, mà trong vòng cái tháng 5 đó đi rút cho anh ta 50 triệu. Về anh ta em đưa cho anh ta đưa lấy 30 triệu, anh ta đưa em giữ lại 20 triệu. Anh ta nói lấy 30 triệu để đi đặt máy. Ừ. Đi lên Tân Bình á đặt máy. Em nói ủa nếu mà máy anh phải tự anh đi mua cũng được, chỉ cần gì đặt cho nó lâu. Ừ. Lên Tân Bình máy gì không có, muốn máy gì cũng có. Anh ta nói anh ta đặt máy ép, máy hàng, rồi máy mai, rồi máy keo, anh ta đặt lum, anh ta lấy 30 triệu anh ta đi đặt. Đặt xong rồi qua ngày mai còn 20 triệu anh ta để anh ta đi lấy, anh đi đặt tiếp. Đó, thế là 50 triệu mình đã đưa cho anh ta hết. Ừ. Rồi. Có thấy máy không? Thì anh ta đi đặt xong mấy ngày sau. Mấy ngày sau anh ta đi về quê. Ừ. Anh ta về Bình Định. Ừ. Anh ta nói á, anh đi về Bình Định anh nhờ ba má coi ngày để khai trương. Ôi giờ. Dạ, anh ta về mấy ngày anh ta cũng có đem chuối cho em, đem chả Bình Định. Ủa. Vô cho em. Có đúng chuối Bình Định thật không? Chuối cao đó. Chuối cao mà ở đây thiếu gì? Đó. Ở đây thiếu gì? Ba đồ quỷ chuối thiếu gì? Đó. Mà trả em Bình Định mà mình. Ôi giời ơi. Bây giờ hiểu ra là anh ta không có về quê. Đấy biết rồi. Đó. Chuối là gì? Mấy ngày sau anh ta chở vô. Anh ta nói thôi để anh đi lên chở anh coi cái nó làm máy móc xong chưa. Ừ. Để hả đem về khai trương. Thì anh ta lên chở anh ta nói gọi điện về. Vợ ơi anh bị lừa hết tiền rồi vợ ơi. Ôi trời. Mà em nghe hết tim em muốn rụng rời tao tiền. Vợ ơi anh lừa hết rồi. Đó vợ ơi bị người ta lừa, mà trong bụng em nói chắc ông lừa tôi chứ không có ai mà trong lừa. Ông lừa tôi. Trong bụng mình nói như vậy. Nhưng mà mình không dám nói. Mình đúng không nói ra. À. Mình biết trước như vậy rồi. Ông lừa tôi. Ông lừa tôi chứ không ai lừa ông. Ông lanh quá, ông nói chuyện rành đời quá mà ai lừa được. À. Mà ông làm bên cái nghề đó chứ ai mà lừa được ông. Ừ. Chứ ông lừa tôi chứ không ai lừa được. Rồi sao nữa? Chứ ông nói thôi anh đi chạy về nhà đây coi. Rồi ông nói thôi anh buồn quá giờ ơi. Anh buồn quá vợ ơi. Anh về nhà. Rồi cái về nhà rầu rĩ nhắn tin cho em mà buồn bã rầu rĩ. Nói thôi. Thua là vậy thôi, thua hết rồi. Đánh bạc thua hết rồi. Ủa đi thay người đi. Ông đánh bạc rồi. Ông thua bạc không rồi. Không có, em nghĩ ông không có đánh bạc. Đấy nhau. Ông đem tiền về ông cho vợ cho con ông. À. Đem tiền về cho đưa vợ con chứ không đánh bạc. À. Đó. Không biết vợ con ông có, ông nói tội nghiệp vợ con thì, người ta. Thì đó, có. Rồi cái. Thế em thôi anh qua đây đi. Nói thôi bây giờ hả anh thấy anh không muốn gặp em trong lúc này. Đó
Lý do Anh thấy anh xấu hổ với em lắm, anh ngại với em, anh nói làm ăn mà giờ anh bị thất bại. Đó, anh xấu hổ, anh không dám gặp em. quả đầu tiên là thất bại rồi, Đó, là vài ngày sau anh ta cũng qua. lại qua tiếp. Bữa đó thì anh ta nói anh ta đi làm trên công an á. Ta nói bị lừa rồi vợ ơi, là anh ta ở trên công an á. Công an ở đâu có chụp hình không? Không chụp hình gì hết mà anh Không ta có tấm ở hình nào luôn. từ trưa cho tới tối ta mới mò về, là anh ta Rồi. nói đi làm việc với công an Anh nhờ ta nhờ ở công với an vợ giúp đỡ. anh ta ở với Đó. vợ anh ta rồi. Đó, anh ta vừa đi mà anh ta vừa nói chuyện ở ngoài Ủa. đường. Đó. Là đã biết anh ta lừa mình rồi. Rồi sao nữa? Rồi cái cũng từ 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 em cũng hả em cũng nói hoài hỏi hoài, ủa nói anh sao mà anh không lên nhờ công an để người ta tìm kiếm mình được, Lúc bây giờ là chị đã biết ông ta là sinh năm 88 chưa hay là 78 chưa? chưa Vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết tuổi thật. chưa biết sau này trong cái thời gian anh ta Tại làm sao chị hồ quen mấy người ta mà tại sao chị không hỏi cái căn cước đâu? anh ta nói anh ta để ở nhà. Bảo mai anh cầm lên em xem, em yêu anh yêu em là anh phải cho em xem. Nhưng mà bữa đó anh ta làm hồ, vô tình anh ta bỏ cái bóp ở nhà. Lộ tẩy luôn. Mà cái trong cái túi quần anh ta mang cái bóp, mà sao vô tình cái quần nó rớt xuống, Rớt bóp. nó văng cái bóp, em đi nhìn thấy được cái giấy thôi em cũng không biết. Rồi em là không, bây giờ em lục lạo đồ của người khác. Đó. Mà điện thoại của em là anh ta mò. Mò coi có ai hay không để làm bằng chứng để mà kiếm chuyện á, chia tay á, nhưng mà em không có ai cho nên anh ta không có lấy cớ gì ta đi. Đó. Mà mình cũng nghĩ là điện thoại anh ta làm, anh ta để ở nhà mình vẫn xài cái điện thoại của anh ta mà sao chả có ai gọi, mình xem trong cái tin nhắn hay cuộc gọi gì cũng thấy ai hết. Mình cũng tin tưởng, mình nói anh ta chắc thật rồi, cũng tin tưởng đó. Ai có ngờ đâu bây giờ bể ra chuyện rồi. Xong thời Xin cho em gian hỏi này, khi chị phát hiện là cái tuổi thật của anh là sinh của ông tướng này, ông phi công này là sinh năm 88 thì chị nó có té té ngửa không? Chị có giật mình không? tim muốn rớt ra Ôi ngoài trời luôn. ơi, sao Mình nghĩ hả, trời ơi, sao mà ông nhỏ tuổi như vậy, chị này mình đã là lớn tuổi, chị này 72, mình ông tướng này ông tướng nhỏ hơn 88. mình tới 16 tuổi. 72 là 51 hả? Mình nghĩ ông này mới có 35 36 tuổi. 51 mà từ này còn kêu anh gì nữa. Đấy, ông tướng. Mình nghĩ chờ bữa đó hả, thấy nhìn thấy giật mình luôn, hết hồn luôn. Mình thấy không thể nào mình nói được mà mình vẫn giữ Sao bình tĩnh, ông mình này không to hỏi. khỏe. Mình vẫn giữ bình tĩnh, mình không hỏi không gì Coi hết, như không biết gì. để cho anh ta tự có nói hay không. Rồi cái bữa nọ em nói á, em nằm mơ mà mình cũng nằm mơ thật. Em nằm mơ em thấy anh á có vợ có con đàng hoàng, anh đang sống với vợ. Đó, em đi tới nhà anh đuổi em về, má anh đuổi em về. Đó. Là Trong rất trong rất giấc mơ đó là rất là rất báo em biết hết, rồi nói á, là anh còn giấu em nhiều thứ lắm. là giấc mơ là có thật luôn. Mà giấc mơ em là có thật, em nói với ông em khùng hả, nó tự nhiên nằm mơ thấy làm gì có chuyện đó mà đúng sự thật như vậy mà Nhưng mà ổng tại còn sao mà chối. mấy tháng liền không tìm đủ mọi cách để đến nhà? Đó Tại sao chị không tìm được đủ mọi cách để đến nhà? Nghỉ công ty đang làm cũng phải nghỉ luôn, đến nhà. là nói năm nay làm ăn khó khăn thì chỗ này hả làm có một ít thời gian cái nó hết hàng rồi ổng đi chạy kiếm chỗ khác, thời gian ít hết hàng đó. Mình phải tìm cách đến nhà chứ. Mình Rồi chị cho em biết này, sơ suất là vậy. khi nào là chị biết là ông ta lừa hẳn chị mà ông ta bỏ chị luôn? Hay là khi ông ta biến mất luôn thì chị mới biết ông ta lừa? Là cho đến cái ngày 12 tháng 11 Năm năm nay. mới đây, tháng 1 này, tại bữa đó bữa em đi ăn, Cách đây một tháng rồi. bữa em đi ăn liên hoan ở trong tổ dân phố, tại nấu ăn cho mấy anh trong dân phố đó, xong rồi ăn tiệc luôn. Rồi em về sau cái ngày chủ nhật đó, mà thường thường là anh ta là gọi nhắn tin cho em liên tục, mà sao tới tới lúc có tới 11 12 giờ sao không thấy anh ta nhắn tin. Khi mà em nhắn nhắn lại thì một lát sau mới thấy anh ta trả lời. Hỏi em, rồi em nói hôm nay anh có đi làm không vậy. Anh ta trả lời là em đang làm gì đó. Em mới nói là cho mấy nhỏ ngủ. Thì một hồi điện thoại gọi 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 xong là con vợ anh ta ở đó. Thấy mình luôn. nghĩ ủa mình nghĩ ông ta này ly dị vợ rồi mà tại sao có vợ, mình nghĩ là bồ của anh ta, Chị nhìn thấy luôn hả? nhìn thấy luôn, Gọi hình như camera đúng không? gọi Zalo đó, nhìn thấy hình luôn, mở hình xong mình tắt tắt xong mình điện lại điện lại. Thì cái lúc đó anh ta đang nằm ngủ mặc cái quần đùi, thì con vợ mặc cái áo khoác dài tay vậy như đi đâu mới về đó. Là chị phát hiện được. Là anh là vậy, là vợ hỏi hỏi mày là ai,
vợ của phi công này hỏi chị là mày là ai. Dạ, mày là ai? Xong chị nói là tôi là người yêu đây, tôi là bồ rồi, đây. Mày là ai? Mày phải vợ nó không? Nó đúng rồi, tôi là vợ của ảnh. Em nói gì đó? Đó. Thế là người ta, bà người phụ nữ nói gì? Thì quay mặt của anh ta, quay anh ta núp núp sau lưng vợ. Núp luôn à? Núp sau lưng, nói á, ngồi dậy đi, ba mặt một lời nói chuyện là người đó là ai. Đó, anh ta núp rồi là vợ anh ta dí điện thoại vào sau lưng. À, dí điện thoại, quay anh ta là anh ta bỏ chạy. Rồi lúc đó mình nói, anh ta mới nói kêu em á, em tắt máy đi. Nói em á, em tắt máy đi, em đừng mở máy nữa. Đó, rồi cũng như là ra vẽ bên em biết không. Em tắt máy đi, em không tắt, em để đó. Rồi thế là bên kia tắt. Rồi thế là hôm nay chị phát hiện nó té ngửa luôn. Rồi phát hiện nó té ngửa, không đứng tim, không đứng mình luôn, không nói được gì hết. Em không nói được câu thế nào. Thế đến giờ phút này là anh ta có gặp chị nữa không? Rồi xong, cái anh ta nhắn tin. Em biết là anh ta nhắn tin. Anh ta nhắn tin cho em, ta nói á, anh với em quen nhau trên mạng chơi cho vui thôi. Bây giờ vợ anh biết hết rồi, mình dừng lại nha em. Ôi trời. Mượn tiền ta có đóng mà nói hả, dừng lại nha em. Dừng lại thì phải trả tiền chứ. Mà đạp máy chị phải ra thời gian rất dài. Chị cứ nói thật đúng đi. Chưa? Hả? Anh ấy bao nhiêu lần chị cứ kể hết cho đi. Có lợi nhiều lần lắm. Rất nhiều lần đúng không? Sống như vợ chồng mà. Sao mà vậy không biết ta, được bị thấy, bao nhiêu lần. Về phi công này có khỏe không? Chị nói thật là phi công là khỏe không? Thì cũng bình thường. Nhưng mà một đêm nào nhiều nhất là chị nhớ, ấn tượng nhất là một đêm nhiều nhất là mấy lần? Lần đầu tiên là 2 lần thôi. À, còn sau đó là một lần. Tất cả một lần. Chắc nghĩ đạp máy bên kia qua đây đạp không nổi đâu. Đúng rồi. Tại nhiều chỗ lừa, nhiều chỗ nữa, nhiều người nữa. Chị có tin rằng là phi công này nhìn tướng mạo đẹp trai, có rất thể là đẹp trai. Đạp máy nhiều chỗ. Hai má lúng đồng tiền. Vậy là lúc mà quen chị ấy là chia sẻ là không có vợ. Không, ly dị vợ em mới dám chứ làm sao mà em đi dám đi cướp chồng của người khác. Em đâu có hèn hạ đến đổi mà. Chị, nhưng mà người thanh niên, người đàn ông này, phi công này nói chuyện ngọt không? Ngọt, nói chuyện rất là đàng hoàng, thì vợ vợ chồng chồng, vợ, em yêu, vợ yêu. Em yêu, vợ yêu. Cục vàng của anh. Cục vàng của anh, trời đất quỷ thần ơi. Là hả, khuya là em chưa đi ngủ, là nói em đi ngủ đi. Không có thức khuya. Quan là tâm nhắc nhở, quan tâm dữ lắm. Đó. Nghĩ là giả giờ, giả đò thôi. Thế là cuối cùng lấy giả của chị điên thôi. Lấy của chị là 50 triệu đúng không? Thế là hôm đấy. Sau đó là kêu em mượn. Nhiều nữa. 50 triệu xong, là kêu em mượn. Cái thằng em kế bên nhà là 1 triệu, bữa đó em không có tiền, là em mượn 1 triệu. Rồi hắn lãnh lương không có, không lầm thinh, không có nói tới tiền á, mượn xong mà im luôn, không nói tới tiền á. Tổng cộng là khoảng 50 triệu. 53 triệu. À 53 triệu, ít. Hên là chị hôm đấy là chị còn tỉnh táo đấy. Chị mỏi hết cái số tiền của con nuôi của chị mà gửi 100 mấy, là giờ là phút này là chị thua luôn rồi. Đúng chưa? Thì đó. Em đã từng cảnh báo rất nhiều lần rồi cho tất cả các chị nha. Ở đâu cũng vậy. Mình quen với ai đó, kể cả là đàn ông hay đàn bà, trai gái, nhưng mà quen với ai mà người ta có hỏi đề cập về tiền, mình chấm dứt. Mình khờ quá. Đúng chưa? Trước đây chị có xem những cái video mà em đăng tải không? Sau này mới xem. Ôi giời. Trước là không có xem, sau này mới xem, mình nghĩ mình khờ thiệt. Bây giờ xem rồi chị thấy dại không? Dạ, thấy quá ngu luôn. Đúng chưa? Chị à, từ nãy là em quên mất. Em chưa hỏi. Phi công này tên gì? Nguyễn Văn Hạ. Nguyễn Văn Hạ. Sinh năm 1988, quê quán Phú Yên, Bình Định. Đấy. Sinh năm 1988. Cao bao nhiêu? Bao nhiêu tả hết lên? 88 là cao khoảng mét mấy? Mét 75. Má lúng đồng tiền. Hai má lúng đồng tiền, nặng 80 kg. Nặng 80 kg. Tóc cắt cao, đẹp trai. Tưởng đấy mà 80 kg đè chị làm sao chị sống nổi. Chị được 50 kg không? Thì này. Buồn quá, mất hết mấy kilo đó. Ui giời, chứ hôm nay là không được đâu. Nay chắc 46, 7 thôi. Chúng ta đấy là rất đẹp trai luôn. Đấy thì mấy bạn Hàn Quốc rồi. Trai Hàn Quốc. Trời ơi, thằng này. Ông này ông lái chuyên nghiệp rồi. Gặp lần đầu là mình mê luôn hả? Nếu không, lần đầu thấy bình thường thôi, từ từ sống với anh ta biết thấy anh ta đẹp trai. Nói ủa, bữa đầu tiên gặp anh thấy anh đâu có đẹp đâu mà giờ thấy anh đẹp trai quá đây. Ủa, giờ em mới biết hả? Anh vẫn đẹp trai từ xưa rồi. Anh đã đẹp trai từ xưa rồi. Lừa bao nhiêu người rồi. Chết rồi. Mấy ông mà được em chứ? Nghĩ trong chuyện này có vợ anh ta trong đó nữa, chứ không phải mình anh ta. Không, nhưng mà cái này phải xác minh kỹ nhá, tội sợ không có cái tội nghiệp vợ người ta. Có thể là ông này ông đi lừa tiền của chị. Ông ăn hết rồi. Xong rồi cái bữa 12 tháng 11 đó. Rồi anh ta nói là anh ta bữa anh ta chạy trốn là vợ tịch thu điện thoại. Vợ tịch thu điện thoại, anh ta đi mà anh ta không có điện thoại. Là tới ngày thứ hai, thứ ba, tối thứ ba là anh ta nói anh ta lên Hóc Môn là bạn của anh hai anh ta. Rồi anh ta mượn cái điện thoại đó anh ta gọi cho em. Em hỏi anh đang ở đâu. Nói anh
đang trên Hóc Môn đó. À, con vợ anh nó tịch thu điện thoại rồi, lấy điện thoại rồi. Xạo rồi. À, nó đặt bể màn hình hết trơn rồi. Xạo rồi. Mà cái điện thoại là của con em. Trời. Là lúc đó nó bể màn hình rồi anh ta. Bây giờ này, bây giờ chị gọi cho anh ta được không? Cho ông tướng được không? Chặn hết. Chặn hết, khóa hết tất cả. Rồi, ông tướng này rồi ông lái máy bay rồi. Chắc là cái người mà lúc chị gọi hôm bữa đối chất đó chứ chắc phải anh ta đâu mà sợ là nạn nhân người khác nữa. Cũng là bồ đấy. Ừ. Cũng là bồ rồi. Ở trong phòng. Trong phòng đó kia bồ rồi, bồ thứ mấy rồi. À. Cũng giống như trường hợp đó, của chị. Ấy chứ ông này. Cô đó rất là trẻ đẹp. Ồ, thế thì ông này ông đập. Ông đập má nhiều người rồi. Gọi vợ là con quỷ cái đó. Gọi con quỷ cái không à. Nó nói vợ ông đẹp, vợ trẻ sao mà không ở với vợ đi quen tôi làm cái gì. Xấu rồi. Đó, nó. Ông này ông đập má nhiều rồi. Con vợ nhắn tin cho máy em còn nhiều lắm nè. Ừ. Nhắn sao? Con vợ nói á là thằng chó đẻ đó. Thằng chó đẻ đó nó có qua bên chị á thì chị Thiến đó, chị Thiến. Cái lúc đó là nói là bà già ngoài Bình Định á ngất xỉu. Rồi vợ chồng con cái anh hai và con vợ của hắn á mới là đi về Bình Định. Rồi con vợ mới nhắn cho em á, chị biết anh ta thằng chó đẻ đó ở đâu. Ôi trời. Đó, chị kêu nó về ngoại gấp để thôi mẹ chồng tôi có chuyện gì là hai người hối hận không kịp. Đó. Nói bây giờ á tôi cũng là một nạn nhân, tôi không biết anh ta có vợ. Anh ta cũng đã lừa tình lừa tiền tôi này nè. À, tôi không biết anh ta ở đâu. Ở đâu? Bây giờ này này, cái cuộc trò chuyện này rất dài rồi. Bây giờ chị nói chuyện thẳng thắn cho tên phi công này trả lại tiền cho chị ngay lập tức. Chị lên tiếng, không bây giờ không anh em nữa. Bây giờ nó là thẳng là mày luôn. Bởi nó nhỏ tuổi mà. Anh gì? Thua chị mười mấy tuổi mà. Đáng tuổi con. Nói chuyện mày luôn. Đó, chị nói chuyện thẳng thắn đi. Giờ nào, tôi lên đây tôi nhờ hiệp sĩ Bình Dương đó đi tìm đó. Bạn á, Nguyễn Văn Hạ đó. Bạn không bạn. Mày luôn. Mày luôn. Mày nói ít tuổi mà không, mày luôn. Mình lật mặt luôn. Mày tao luôn. Lật bánh tráng luôn. Lật bánh tráng. Mày luôn. Nguyễn Văn Hạ đó ở đâu? Đi về hả? Trả tiền cho tôi gấp. Còn không thôi á, có chuyện gì xảy ra đừng có nói tại sao tôi ác. Cho tiền cho tao, mày lừa tình lừa tiền tao. Lừa tình lừa tiền. Mày lái máy bay tao rớt xuống sông. Bây giờ mượn á, mượn tiền của con tôi bây giờ đem về trả. Mày lại để tôi trả con nói, tôi. Nói thẳng là Trần Văn Hạ hay Nguyễn Văn Hạ, mày lái máy bay tao rớt xuống sông, bây giờ mày lừa tình lừa tiền, mày trả lại tiền cho tao ngay lập tức. Lên tiếng. Nói thẳng luôn. Nguyễn Văn Hạ ở đâu bây giờ hả, lừa tình lừa tiền tôi. Bây giờ đem tiền về trả cho tôi, không thôi là bị ở tù đáng chịu đó. Tôi đang nhờ hiệp sĩ Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải đang làm đây nè. Đang đi kiếm đó. Đó, hôm nay thì anh em bắt đầu tung lực lượng ra để tìm Nguyễn Văn Hạ, xem đã đúng thực sự là Nguyễn Văn Hạ này. Hắn đã nói hắn ở chung với anh ta. Anh ta tên Công ở quận 12. Anh Công đó đang làm bên nghề cửa sắt. Có phải anh Công này không? Đây, có phải anh Công này không? Đâu biết mặt biết mũi gì. Ôi giời. Chỉ nói thôi, có biết, biết. Đấy nè, anh ta là... nói anh ta, nhà anh ta giàu lắm. Ôi giời, nhà anh ta giàu thì anh không ta đi lừa chị. Ờ, nếu mà anh em giàu không có lừa. Em đã phân tích cho chị rất thì nhiều rồi, cho tất cả các chị mình rồi. Sao chuỗi. Đúng không? Mình, bây giờ mình đã sao chuỗi tất cả hết, không biết anh ta hả lừa mình từ đầu tới cuối. Nhưng mà anh ta khỏe nhất là được có hai điếu thì em thấy tướng mạo to dung nhan như vậy đúng ra phải 7-8 điếu. Không, nghĩ chắc cũng nhiều lắm, lừa nhiều nơi nhiều chỗ. Chắc không đủ sức đúng không? Tại vì em hỏi nè. Chắc hay là anh ta chia ra ấy. Ba má của anh bao nhiêu tuổi? Anh đã nói rồi mà sao em khùng em hỏi hoài. 386 má 84 nó ủa. Anh nói với tôi nào? Nói bữa anh nói trong phòng mà tôi nói ủa chị trong phòng phòng nào rồi? Chứ không có phòng này. Chính nhầm là nhầm người khác rồi. Chính tỏ là ông đó. Này ông tướng ông canh con này ông nói láo rồi. Đó. Chết mẹ rồi. Nó dốc mà mà. Nhưng mà đến giờ phút này chị còn yêu không? Hết ông rồi. Giờ yêu. Nghỉ là trả tiền để trả cho con thôi. Nhưng mà bây giờ ông này ông trả, nữa. Bây giờ ông trả ông chị cho em xin chị. À, bây giờ em lại tiếp tục em yêu chị. Không. Lý do sao mà nhung đừng ý? Hận chết rồi không có yêu nữa. Hận à? Bây giờ hận quá à? Quá đau rồi, mình sống người ta hết mình, ta làm. Nhưng mà nếu từ trước giờ mà chị xem những video mà anh em đăng tải đây chắc chắn là chị không bị. Đúng rồi, đúng rồi. Thế mà chị biết em lâu chưa? Đang xem lâu chưa? Thì sau này mới biết. Ôi giời ơi. Nghe nói giời thôi, ơi. Nghe nói nhưng mà không có xem. Trời bây mất, giờ mất mới đi bò mới đi xem. Làm chuồng. Đó. Mất bò mới làm chuồng rồi má ơi. Thì nghe anh Hải nói ai mà quen biết yêu đương nói tới tiền thì biến mất biến đi giùm. Thế bây giờ đó, bây giờ nghe tiền rồi lần sau mà ai? Biến đi. Lần sau yêu ai nghe tiền có biến không? Biến luôn đúng biến không? Giùm cái. Bây giờ em hỏi thật chị một câu chuyện nghiêm túc, bây giờ cái câu chuyện của chị bây giờ là gần như là thành công rồi. Đúng chưa? Bây giờ em hỏi chị, nếu như thực sự chị muốn kiếm một người đàn ông trung thực, đúng. Mà đàng hoàng, tử tế, tuổi tác nói chung là không được chênh lệch nhiều quá, đúng không? Chị kiếm, chị về đây anh em sẽ đăng cho chị một clip, em đảm bảo chị luôn. Rất nhiều các anh các chị đàng hoàng tử tế nha, rất nhiều các anh. Em cũng có nghe mấy anh nói rồi. Được chưa?
chứ không thiếu gì, mà đã về đây là anh em xác minh không bao giờ có tình trạng mà lừa đảo chị. Tại mình khờ quá. Đúng chưa? Mình tin tưởng quá. Rồi ngày mai chị về đây. Giống như mình. Ngày mai chị về đây em sẽ kết nối chị tìm một ông năm nay là chị 51 tuổi đúng không? Thì kiếm một ông cho chị là khoảng 60 tuổi lộn lại. Đúng chưa? Từ 50 đến 60 được chưa? Chứ không có dạng mà ba mấy đâu, 30 đâu. Chị nó để khoan đã. Bây giờ khoan đã đúng không? Khoan đã. Chị rồi. Nói là bây giờ hả? Tinh thần bất ổn rồi. Ừ, tinh thần bất ổn bây giờ dung nhan thì vẫn còn tốt. Đúng chưa? Vẫn còn ngon, tướng này còn ngon này. Lấy chồng tốt. Bất, bất ổn nhưng mà bây giờ lấy chồng mới có đẻ được không? Không. Lý do? Bây giờ già rồi. Già gì? Già 60 xương... còn đang đẻ được kia. Nè, già mà xương gà nhai không áo. Rồi, bây giờ là hận đàn ông chưa? Hận chưa? Sợ quá. Hận rồi. Về xăm ba chữ vào. Bà chị hôm trước nhá. Hận kẻ bạc tình. Ừ. Bà chị hôm trước là... Bà hôm bữa là bà bị ba ông luôn. Ba ông lừa cả bà. Thấy rồi. Xem chưa? Đó. Lấy được tiền một ông còn hai ông. Đấy. Một ông giả xe rồi, còn có ông rồi. Dạ, một ông giả ông, dạ, ông. Một ông giả xe còn có ông nữa thôi. Đó. Bà là con vô địch nữa. Bà đây vô địch thiên hạ luôn. Bà đây hôm nay là phi công có lái cho bà đấy, con là giờ bà yếu quá bà đi không vững rồi. Đấy, kiệt sức. Bà bị tê liệt tay. Tê liệt thì lái nhiều tuổi sức. Bây giờ em hỏi thưa chị này, con người như cái cỗ máy mà hoạt động chỉ bắt nó kiệt. Ông phi công này may cho chị đấy, là số chị còn may, ông ấy là một đêm ông làm có hai phát. Một đêm mà ông quật cho chị 5-7 điếu liền sức, ông như con voi như vậy, 80kg nhưng mà cao như 1m7, 1m8 như vậy em đảm bảo giờ chị chịu rồi. Em nghĩ là ông ta có nhiều nơi, nhiều chỗ rồi. À, ông ta bơm nhiều, bơm mực nhiều chỗ rồi. Đạp nhiều quá, đạp không nổi. Đạp máy nhiều quá. Nhưng ta ông lúc ông đạp máy mình có phê không? Ông phê kìa. Giả bộ phê thôi. Trời đất quỷ thần. Giả bộ để cho anh ta hứng thú, chẳng sướng ít gì hết. Không sướng hả? Lý do? Nhanh hay chậm? Nhanh. Ôi, bao nhiêu phút? 2-3 phút. Ôi trời đất ơi. Má ơi là má. Có luôn hả? Giả bộ rên rỉ cho anh ta hết thích thú, chẳng sướng ít trong mẹ gì hết. Ôi trời ơi là trời. Anh ta nghĩ là anh ta hai cái người mà ăn chay. Nhưng mà yếu sinh lý thử à. Trời đất ơi. Không, cái này chị có nói lộn không kia thì mà 2-3 phút. Nhưng mà thật lắm. Nói thật 100%. Không bao giờ nói dốc. Nhưng mà chưa biết nói dốc. Tướng to khỏe như vậy là ít nhất là phải lửa tiếng. Đừng vút hai vút như gà, đấy là gà mái thôi, gà trống thôi. Như gà. Ôi giời, vật đi vậy không bỏ rửa, không bỏ đi tắm. Giả bộ ấy nữa. Không bỏ đi tắm. Không, mà chắc cũng nhiều rồi, nhiều nơi, nhiều chỗ, hiểu không? Kỳ vậy? Chắc từng anh ta cũng làm điều điều. Điều điều chắc nhiều chỗ. Đi vòng vòng. Xây vòng vòng, ở nhà có con vợ ở nhà nó làm chi? Ờ, à, phải giả bài đúng không? À. Nhưng mình là chắc là ăn thừa rồi. Thì đó. Phải chết từ mà nghĩ anh ta lừa mình, nghĩ anh ta có vợ ở nhà mà dám lừa mình mới hay, mình mới đau ở đó. Nhưng mà yếu như vậy thì chị cần người ta làm gì? Mình đồng ý là tình yêu nó có rất nhiều cái yếu tố. Đúng. Hay nhưng mà không phải một cái chuyện đó. Mới đầu anh ta quen anh ta cũng nói. À. Anh ta cũng nói là anh yếu sinh lý. À. Rồi anh ta nói con vợ anh á anh đi làm mệt, nó về nó đòi hỏi hoài, anh chịu không nổi. À, anh cũng yếu sinh lý, nó nói em cái chuyện đó không sao, miễn sao anh sống đàng hoàng, sống tốt, sống thật tình. Đó, làm ở đây hai người làm để nuôi con là được rồi, em không quan trọng chuyện đó. Miễn sao hai người thương nhau thật lòng. Rồi bây giờ này, chị hãy nói một điều gì đó cảnh báo tất cả các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh thành. Hy vọng là các chị em trước khi mà quen ai đó, người đàn ông khác thì hãy lên xem video này. Rồi mời chị, tránh tình trạng bị lừa đảo. Khuyên các chị em phụ nữ nhá. Tránh tình trạng giống tôi nữa. Hy vọng là các chị em phụ nữ các nơi, các tỉnh thành, các khắp cả thế giới, trong nước và ngoài nước, làm ơn quen ai đó, mở mắt ra giùm, đừng để giống như tôi bị lừa. Lừa tình lừa tiền, mai là tôi ít tiền đó, tôi hết tiền chứ không tôi bị lừa tiền tỷ chứ không phải nhiêu đó nữa. Đúng rồi, thanh niên này phi công này vẫn đòi ăn tiếp đúng không? Vẫn đòi mượn tiếp. Mượn tiếp cứ nay mượn năm mai mượn mốt mượn, ta cầm điện thoại ta nói hả? Nghiên cứu cho anh 5 triệu đánh chuột điện thoại. Ôi giời cha mẹ ơi là cha mẹ ơi. Bây giờ còn mấy cọng lông nè bức không? Còn mấy cọng lông. Cọng lông nè bức không bức đi. Có bức không? Thì em cứ nói vậy đó. Thế sau là... này em biết là lừa rồi à. Em biết là không thật là cũng như một sao mình cũng đuổi luôn không 100 là em biết không thật hết 50 đó rồi em để cho anh ta làm ăn được anh ta em lấy cái số tiền ở lại cho con nhưng mà vẫn ta không được tiền, ta tính tiếp. Nhưng mà vẫn không mà được mình tính không phải trời tính đúng là số rồi mình thôi. Đã biết rồi thôi số xui của đi thôi người hy vọng trong thời gian tới thì chị gặp nhiều may mắn hơn chị nhé. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em mình chỉ mình chương trình chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm phi công không? Dạ đồng ý. Đồng ý nha. Rồi cái thông... em đến đây thì em không còn sợ cái gì nữa. Rồi là một mất một còn rồi đúng không? Đấy. Cái câu chuyện này là theo như chị là chị chia sẻ này là chị chắc chắn là đúng chưa? Chắc chắn 100%. Rồi ok chị, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị. Chúc chị tới đây sẽ có một cái cuộc sống an bình và hạnh phúc chị nhé. Dạ.
Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, trong thời gian vừa qua công Trần đặc biệt đã lên tiếng rất nhiều. Các chị em phụ nữ yêu ai đó thì hãy cảnh giác, tránh tình trạng mà tiền mất mà tật mang, phải thậm chí là nhiều đêm là phải đi tắm rửa, đúng không, mất công mất sức và thậm chí là mất ngủ. Đến giờ phút này cũng như chị gái này đây là mới xem, vì nếu mà chị gái này xem trước thì đến giờ phút này tiền không mất mà tật không mang, có thể là đã rời xa người đàn ông này đó. Đây cũng là một cái minh chứng tiếp theo. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các chị em phụ nữ là vô cùng đau khổ. Có nhiều người đàn ông người ta đêm người ta làm có một hai điếu thôi, người ta dụ các chị em phải nói là mất nhà mất cửa. Nhưng mà đây rất may cho chị gái này, chị gái không có nhà cửa ở đây, cho nên là chị có một số tiền nhất định. Quý vị đồ cho phép công Trần xin thay mặt các anh em mình Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Đến giờ phút này cũng hơn 12 giờ trưa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.